Tôi chẳng an tĩnh, là một người bình thường, một học sinh cấp 3 không thể nào bình thường hơn ngoài việc viết tiểu thuyết, thì gần như vô dụng. Bản thảo tiểu thuyết của An Tĩnh, nhà văn áp chót, mọi người làm gì vậy? Trả tới đi, không trả. Em vẫn còn mặt mũi để ngủ sao? Ai cho cậu lòng can đảm vậy? Tôi tự ti, nhạy cảm, tướng mạo bình thường, thành tích cũng không quá đáng lo, cũng không có bạn bè. Thế giới đầy màu sắc này, nó dường như không liên quan đến tôi. Nếu như có thể mở một giấc mơ, tôi ước mình có thể giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết vậy. Tóc dài ngang vai, nụ cười tỏa nắng, dịu dàng tự tin, được tình yêu bao bọc. Mùa hạ năm 2018, Nhất Phương Hữu Nan Bát Phương Chi Viện. Giờ phút này xác chết sống dậy rồi, chúng ta không thể vội vã đến vùng thiên tai. Cậu cái tên rồng béo này, Anna, không phải nói là hôm nay cùng nhau thương lượng việc gây quỹ sao? Đúng vậy, đường đường là người đứng đầu, đến việc cái chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng làm không xong. Tớ đang nghĩ chuyện này đây. Đợi xét chuyện này lâu qua chúng ta không đợi nữa. Sau đó hãy chuẩn bị biểu ngữ và hội quyên góp trước. Quay về lớp động viên mọi người một chút. Đi thôi. Đừng có huy động tớ, tớ sẽ tham gia lớp khiêu vũ vào cuối tuần phải chứ? Một chân nghiệp như cậu thực sự nghĩ là Dương Lệ Bình sao? Đến lúc đó tớ phải xem xét học thêm hai buổi. Vậy cậu có thể đến dự lễ khai mạc Olympic không? Tớ nghĩ như nào liên quan gì đến cậu kẻ bám đuôi tớ? Được rồi, không sao, đừng hối cậu ấy. Cẩn thận. Vị trí này bị đập chắc là thảm lắm đây. Biết là thảm vậy tại sao vẫn làm ra những chuyện nhàm chán vô đạo đức như vậy? Trình Hạo Hiên, đây cũng không phải là tớ làm. Làm gì vậy? Giải tán đi, giải tán. Vào lớp đi. Nào các bạn học yên lặng một chút. Hôm nay giới thiệu cho các bạn một người, một bạn học mới chuyển đến. Cậu ấy đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Chào mọi người, tớ tên Trình Hạo Vũ. Sau này gọi tớ là Hạo Vũ là mong mọi người chỉ bảo. Trình Hạo Vũ. Trình Hạo Hiên. Lớp trưởng, quan tâm đến bạn học mới nhiều một chút. Dạ. Trình Hạo Vũ, Trình Hạo Hiên. Hai người họ có khi nào là... Hai người họ thực sự là anh em ruột sao? Mẹ cũng là nghe người lớn nói thôi. Thật ra mẹ cậu ấy sinh được một cặp song sinh, nhưng sau này tình cảm với bố cậu ấy không, rồi ly hôn. Bố cậu ấy dẫn theo chưa quay về lần nào. Tôm ôm đây rồi. Nhưng hai anh em này cũng không thể nói là giống nhau y đúc, chỉ có một chút dáng dấp tương quan. Con ấy lần này thi đứng thứ hai, không oan một chút nào. Con chưa từng nghe nói sinh đôi cùng trứng sao? Chỉ nói về hai cậu ấy, suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính. Con vẫn chưa ăn cơm mà, đi đâu vậy? Con đi cửa hàng tạp hóa, muộn nữa là đóng cửa rồi. Nào, ăn đi nhân lúc còn nóng. Cảm ơn mẹ, mau ăn đi. Mẹ, mày có quen không mà mở miệng là gọi mẹ? Cái thằng này nói năng kiểu gì vậy? Cho dù thế nào, thằng nhỏ cũng là em trai con, em trai ruột. Mẹ đã từng nói với con có em trai chưa? Nói đến nhà mẹ đã thương lượng với con chưa? Các người lừa con 17 năm, bây giờ lại tùy ý bảo con chấp nhận tất cả, đúng không? Con làm sao chấp nhận được? Những việc này đều là chuyện của người lớn.
Mẹ vẫn luôn muốn giấu con. Nhưng trước đó không lâu, bố con bị tai nạn xe mất rồi. Cho dù thế nào đi nữa, bé cũng là do mẹ mang thai 10 tháng sinh ra. Con nói xem có thể không, mẹ lúc nào cũng không nỡ. Nuôi một mình con đã đủ khó khăn rồi, bây giờ lại đến thêm một đứa, chúng ta phải sống thế nào đây? Không sao, hai đứa chỉ cần học hành cẩn thận, những chuyện khác các con không cần lo. Dù sao thì con cũng sẽ không chấp nhận. Nó là em trai con. Hảo Nhi, để con chịu ủy khuất rồi. Không sao đâu mẹ. Hay là con vẫn là nên đi xem anh ấy. Cảm ơn bà chủ. Lấy đi đi, lấy đi đi. Người tốt sẽ gặp chuyện tốt. Trình Hạo Hiên, hộp đồ của tôi. Cậu không sao chứ? Tớ không sao. Nó có sao? Anh cậu sao vậy? Như ăn phải thuốc súng vậy. Tớ cũng không biết nữa. Một lời khó nói hết. Cậu cậu đây là làm gì vậy? Đây là thùng quyên góp của bọn tớ cho trận động đất ở Vấn. Tớ phải khó khăn lắm mới tìm được nó. Kết quả còn chưa bắt đầu, đã bị đè bẹp méo mó luôn rồi. Vậy để tớ giúp nó quay lại từ sự méo mó này. Như cậu nói, cậu ấy hoàn toàn không chấp nhận người em trai này. Vậy sau này các cậu sống thế nào? Đi bước nào nhìn bước đấy thôi. Chuyện này nói sau đi. Không sao, cậu chỉ cần sống thêm một đêm, lúc đó có thể thi vào một trường đại học cách xa cậu ấy nhất, rời xa đại ma vương ung dung vui vẻ cả đoạn trường. Nói thế nào thì cậu và anh tớ cũng là bạn học 2 năm rồi. Bọn mình mới quen biết nhau một ngày, sao cậu lại nói giúp tớ chứ? Nói thật với cậu, bọn tớ quen nhau 2 năm, số lần nói chuyện cộng lại cũng không bằng tớ nói chuyện với cậu khi mới quen một ngày. Con người cậu ấy à, hờ hững lầm lì kỳ quái. Thành tích học tập không ra gì, mỗi ngày ở trên sân bóng chạy nhảy, cũng không bằng 1/10 của cậu. Những lời này của cậu nếu mà anh tớ mà nghe được, tình anh em giữa tớ và anh ấy sụp đổ hoàn toàn mất. Được rồi, được đấy, tay nghề của cậu. À, ngày mai lúc gây quỹ tớ đến giúp nhé. Được thôi, có một người toàn diện như cậu ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ vừa ra trận đã thắng. Anh, không đúng, không đúng. Anh ơi, anh. Anh về rồi ạ. Ừ. Lần thi này đạt điểm cao nhất là đó là phần tác phẩm văn học cổ. Bình thường thầy nói thế nào? Xem nhiều nghĩ nhiều, tích lũy nhiều. Nhưng các em thì sao? Vào tay trái ra tay phải. Còn có một số bạn phần dịch vậy mà lại để thầy cho không điểm. Thầy sẽ không đọc tên lên nữa. Đọc lại đáp án 10 lần. Nghe thấy chưa Đặng Phi Long? Không phải là không đọc tên sao? Hôm nay chúng ta tập trung vào phần dịch cổ văn, nghiêm túc củng cố một chút. Hư thái tức dị hiểm thế a. Ai dân sinh chi đa gan? Ai dịch câu này? Nào lớp trưởng,
Tôi vừa thở dài vừa lau nước mắt, than thở cuộc sống của các dân gặp nhiều tư duy hảo tu đình dĩ thu kia, kiển triều tối nhi tịch thế. Dù tôi giữ mình trong sạch và kỷ luật bản thân, nhưng sáng sớm thì nhục mạ đêm tối lại miễn chức. Học hỏi lớp trưởng nhiều một chút. Dịch câu này: kỷ thế dư dĩ huệ tổ a, hữu thân chi dĩ lâm hành. Huệ gì ạ? Lớp trưởng sau lại bỏ sót mất rồi. Họ đã vu khống tôi mặc đeo đồ của Huệ Thảo, lại còn buộc tội tôi thu thập Miêu Lan. Rất tốt, không sai một chữ. Không ngờ rằng lớp chúng ta đúng là có thêm một tài tử. Không phải đâu thầy, bài thơ đó là tình cờ lúc cấp 2 em đã đọc qua thôi ạ. Trình Hạo Hiên, em trợn mắt gì vậy? Không phục sao? Đều là một mẹ sinh khác biệt lớn thế sao? Học hỏi em trai nhiều một chút. Anh, em đến đưa nước cho anh đây. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé. Anh Hiên đây là em trai anh sao? Đẹp trai đấy. Đúng đấy anh Hiên, anh phải học em trai nhiều chút. Cả ngày mặc lúc nào cũng câu có. Xem em trai anh đi sẽ gặp nhiều điều hay. Làm gì vậy? Lòng dạ hẹp hòi. Đi nhé. Tao hỏi mày, mày rốt cuộc là muốn làm gì? Em là muốn đến đưa nước cho các anh thôi. Bình thường các anh luyện tập mất nhiều năng lượng, cần phải được bổ sung. Không cần lo, đừng giả vờ nữa. Còn nữa, tao chỉ uống nước sôi để nguội thôi. Tiền của mẹ tao không phải gió thổi đến đâu. Nếu mày mua ô làm thiếu gia thì đi chỗ khác. Mẹ, con muốn đi vệ sinh. Không, không sao. Mẹ dùng đi ạ. Con không vội, con khuyên mẹ nhanh thôi. Đợi một chút, em xong ngay thôi. Trình Hảo cũng mày nhanh lên. Anh, cố nhịn một chút. Em lát nữa còn đi. Anh đợi thêm 2 phút nữa, nhanh lên. Anh, đến lượt anh rồi. Mau đi đi. Mẹ, anh. Mọi người có ở đó không? Mọi người có ở đó không? Con bị khóa bên trong rồi. Mẹ, anh. Mọi người có ở đó không? Mẹ. Phí sửa cửa. Sửa cửa sổ. Vẫn không có người nghe sao? Không. Nhanh chút đi, chúng ta qua đó trước đi. Nếu như thiếu mỗi cậu ấy quyên góp, người thiếu cũng không phải cậu ấy. Thiếu là thiếu thùng quyên góp, còn có chiếc loa ở chỗ cậu ấy. Không đợi nữa, ít người nhưng lưu lượng lớn. Chúng ta bắt đầu trước đi. Đi. Thank you.
rồi, em vội đi. Cái cửa này nó tự khóa ngược lại. Anh nhớ chú ý một chút nhé. Anh muốn đi đâu vậy? Liên quan gì đến em đi quyên góp mà giờ cho em mượn xe đi một chút? Trịnh Hạo Vũ, xin lỗi nha anh. Nào 110 đây là bao nhiêu? 1.560. Nhiều vậy sao? Thành công rồi. Xin lỗi nhé, tớ vừa gặp chút chuyện gấp. Lúc quyên góp không đến. Đến lúc ăn uống lại tích giọng của cậu sao vậy? Cậu nói xem, giao thông chủ yếu là đi bộ, giao tiếp thì cơ bản là hết. Không sao, bọn mình kết thúc được là tốt rồi. Lần này là Hạo Vũ lên kế hoạch cho chúng ta, giúp chúng ta chọn địa điểm. Đến nội dung mà các cậu hét lên đó đều là Hạo Vũ người ta nghĩ đấy. Vậy nên công của Hạo Vũ cũng không nhỏ. Hôm nay tớ mời, mọi người muốn ăn gì tùy ý gọi. Xúc gia đình, gà nguyên vị. Được, cậu ăn gì? Xin chào tiên sinh, xuất gia đình tổng cộng 69. Tớ không ăn đâu. Tớ vẫn nên lại giúp các cậu mang đồ quyên góp đi về trước. Cũng được. Không sao cả, đừng lo nữa. Quyên góp ý, có tâm ý là được rồi. Cảm ơn cậu nhé. Không sao, thật sự không sao. Trình Hạo Vũ, mày chết chắc rồi. Bắt cướp đi. Đuổi theo. Đừng mà. Tôi hy vọng thế giới này có thể đối xử tốt với tôi một chút. Đây chính là kết cục cậu muốn thấy sao? Nam chính bị tên cướp đánh chết. Sở Du, lớp 12/8. Xin chào. Xin chào. Trên thế giới sẽ luôn có một số người kiêu ngạo, có người sẽ không bằng lòng chấp nhận người khác. Nhưng cậu nên làm là, lẽ nào không nên đi và tạo ảnh hưởng tích cực đến họ sao? Cảm hóa họ sao? Tớ không làm được. Nhưng tớ khao khát. Cuộc sống không phải là tiểu thuyết phải học cách đối mặt. Thay vì trốn chạy hay tiêu diệt nó, tốt hơn nên thay đổi góc nhìn, tiếp nhận thế giới này lại từ đầu. Đi tiếp nhận. Anh đừng mà. Đừng mà. Không có kim cương thì đừng nhận mấy công việc đồ gốm đó.
Rốt cuộc mình nên làm thế nào đây? Đúng vậy. Rốt cuộc là chúng ta nên làm thế nào đây mới có thể được mọi người xung quanh tiếp nhận? Đồng phục của anh không phải ở trên sofa sao? Anh con là sinh viên thể thao, bình thường không có mặc đồng phục. Đúng rồi, đây là bánh mì cho hai đứa. Lúc đi đừng quên cầm nhé. Tốt quá rồi, đúng lúc mình không cho em mượn mặc đi. Dừng động vào đồ tao. Mẹ, đồ kia bo, đồ của con giặt hết rồi ạ. Giặt hết rồi, không sao. Mẹ mới mua cho con này. Mẹ, con có đủ quần áo mặc, mẹ đừng tiêu tiền lung tung. Nào, anh cho em đi nhờ với. Đều không nổi, ngồi xe buýt của mờ đi. Đây, mẹ cũng mua cho con một cái. Cảm ơn mẹ. Không có gì, mau mặc lên đi. Đi đi. Vậy điều được nhấn mạnh đó chính là ý nghĩa sâu sắc được giải thích, là nhất định phải nhấn mạnh. Báo cáo. Xin lỗi thầy, em đến muộn ạ. Đồ đồ. Đừng để ý cậu ấy, áo mặc rất đẹp. Tớ vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Cậu cũng là mẹ cậu, với lại cũng chưa từng gặp mẹ cậu. Tại sao lại có thể để dàng tích hợp lại như vậy? Quan hệ của hai anh em cậu toàn là một mình cậu mà hợp. Tính của cậu cũng quá tốt rồi. Bố, phải nộp học phí rồi ạ. Nộp, lấy đâu ra nhiều tiền cho mày nộp vậy? Nói thật, tuy là tớ lớn lên cùng bố, nhưng tớ không yêu ông ấy một chút nào. Tớ vẫn luôn muốn về bên cạnh mẹ và anh trai. Nghĩ lại họ cũng rất dịu dàng, sẽ đối xử rất tốt với tớ. Tớ hiểu rồi. Tuy rằng cậu ấy là một người rất cứng nhắc, nhưng dù sao thì bọn tớ cũng là bạn học. Tớ cũng có một chút hiểu về cậu ấy. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ dùng hết sức giúp cậu. Lưu Vũ lớp 12 trên 5 tặng thầy Tăng chủ nhiệm một bài hát. Thân yêu, đó không phải là tình yêu, của Trương Thiều Hàm. Cảm ơn sự khổ cực của thầy trong 3 năm qua. Cậu ấy nói trước khi thi, cậu ấy có phải là có chỗ ấy chọn cho thầy chủ nhiệm của mình? Thân yêu à, đó không phải là tình yêu. Đây không phải là một cái cớ yếu đuối sau khi bị chia tay sao? Có ý tưởng rồi. Thầy chọn ngày còn hơn đánh đi. Thank you.